chào cả nhà, lúc này mới chỉ là 17 giờ chiều, tuy nhiên là đã có rất là đông người hâm mộ Campuchia đang đến để tiếp lửa cho đội tuyển U22 Campuchia trong trận đấu gặp Timor Leste sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối ngày hôm nay. Hàng ngàn người hâm mộ lúc này họ đang có mặt để chuẩn bị vào sân Olympic rồi. Bây giờ thì Vlog Ngoài Đường Biết sẽ mang đến cho quý khán giả những hình ảnh mới nhất, những hình ảnh sôi động nhất vào buổi chiều ngày hôm nay. Let's go! Lực lượng an ninh bây giờ có lẽ là làm việc hết công suất luôn. Ok rồi, lúc này thì giới truyền thông của bọn mình cũng đã được phép vào trong, mặc dù là không có áo bíp. Lý do là bọn mình chỉ có thể đổi được áo bíp sau khi mà vào trong phòng họp báo mà thôi. Và ngay lúc này đây, cả nhà có thể thấy được một không gian tưng bừng và sôi động. Phải nói là thời điểm này thì có ít nhất là khoảng 7 đến 10 ngàn khán giả rồi. Rất là đông rồi cả nhà. Ở bên ngoài rất là đông. Không khí nhạc hội đang nổi lên tưng bừng. Những bóng hồng Campuchia. Vâng, ngay trước mặt mình đây là quang cảnh của sân Olympic Campuchia, sân quốc gia cũ của họ, và chắc chắn là một không khí rất sôi động đang được trình diễn bằng những bản nhạc remix. Còn bây giờ thì ra sân thôi. Ở sát với khu vực mình tác nghiệp là nơi các cầu thủ của Timor Leste họ đang khởi động. Mình sẽ tiến lại gần để xem chiều cao của các cầu thủ Timor Leste là như thế nào nha. Vâng. Chiều cao khá là thấp bé. Vâng, ngay trước mắt của mình đây là các cầu thủ của đội chủ nhà Campuchia. Điểm chung rất dễ nhận ra giữa các cầu thủ Campuchia đó là chiều cao rất là khiêm tốn. Và đây là hội cổ động viên rất cuồng nhiệt của Campuchia. Chúng ta sẽ di chuyển lại gần để xem các cổ động viên họ cổ vũ như thế nào cho đội nhà của họ đây. The fourth official is Mr. Hunter. Campuchia! 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 Chỉ còn ít phút nữa thì trận đấu giữa U22 Campuchia và Timor Leste sẽ diễn ra. Có thể nói là không khí ở trên sân lúc này đã rất là sôi động rồi. Rất đông người hâm mộ đã phủ kín các khu vực khán đài, đặc biệt là khu vực khán đài B. Đây là hội cổ động viên có thể nói là cuồng nhiệt nhất ở trên sân cho đến thời điểm hiện tại. Và các bạn, đây là các bạn trẻ, họ rất là cuồng nhiệt, rất là dễ thương, và thậm chí là có nhiều bạn nữ rất xinh đẹp nữa. Chúc mừng cho U22 Campuchia, họ đã có được một hội cổ động viên rất là tuyệt vời, và hy vọng rằng là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được xem một trận đấu hay của U22 Campuchia ở trận khai mạc môn bóng đá nam bảng A.
danh thủ Nhật Bản Keisuke Honda. Vâng, chúng ta vừa mới thấy Keisuke Honda. Keisuke Honda mặc một trang phục có thể nói là hoàn toàn khác hẳn với các thành viên còn lại của ban huấn luyện cũng như là ban lãnh đạo của đội tuyển U22 Campuchia. Mặc dù vậy thì anh vẫn toát lên một phong thái của một ngôi sao bóng đá lừng danh trước đây. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay các cầu thủ U22 Campuchia họ sẽ thi đấu thật hay để đáp lại tình cảm của hàng vạn người hâm mộ đang phủ kín sân Olympic lúc này. Rất tuyệt vời, very good. Hình ảnh rất tuyệt vời, sống người.